Ok và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Trong video lần trước thì mình đã cùng với anh em đi trải nghiệm cũng như khám phá hiệu năng ở trên bộ PCIe Streamer 1. Và anh em cũng có thể thấy thì với cái việc nó được sử dụng vi xử lý Ryzen 5 2600 cũng như card ổ ARRI Radeon RX 570 8GB thì nó hoàn toàn có thể vừa chơi game vừa livestream một cách khá là thoải mái với khá là nhiều những cái tựa game nặng cho tới nhẹ ở thời điểm hiện tại. Vậy nên thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá bộ PCIe Streamer 2 có mức giá cao hơn cũng như ở việc nó được trang bị CPU nó tốt hơn là con Ryzen 7 2700. Và với Ryzen 7 2700 thì nó cũng nằm ở trong danh sách được giảm giá của AMD để dọn đường cho thế hệ chipset mới của họ. Vậy nên thì nếu như anh em nào đang tò mò về hiệu năng của Ryzen 7 2700 cũng như là PCIe Streamer 2 thì hãy cùng mình theo dõi video ngày hôm nay. Với việc được giảm giá lên tới 20% thì AMD Ryzen 7 2700 đang có một mức giá cực kỳ cạnh tranh so với đối thủ trực tiếp là Intel Core i7 8700K, khi mà mức giá của hai vi xử lý này đang có sự chênh lệch là khoảng 1,5 triệu đồng. Trong khi đó thì với con Ryzen 7 2700 các bạn sẽ có là 8 nhân và 16 luồng, mặc dù là cái xung nhịp khi mà turbo nó không được cao như là con i7 8700. Tuy nhiên thì với việc nó được trang bị rất là nhiều nhân cũng như nhiều luồng thì cái việc khi mà anh em livestream cũng như chơi game nó sẽ có một cái lợi thế hơn rất là nhiều so với đại diện đến từ Intel. Cùng với việc được trang bị một vi xử lý rất là mạnh như Ryzen 7 2700 thì mainboard chúng mình đã lựa chọn đây là chiếc Gigabyte B450 Aorus Elite. Với chiếc mainboard này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái độ đẹp cũng như là những thứ như là đồ chơi ở trên chiếc mainboard này, bởi vì nó cung cấp rất là tốt như là tụ điện rồi chân led các thứ. Các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm một cách rất là thoải mái ở trên chiếc mainboard này. Thay vì việc lựa chọn Radeon RX 570 trên bộ PCIe Streamer 1 thì đối bộ PC này nó được nâng cấp lên chiếc card đồ họa Radeon RX 580. Mặc dù xét ở trên cấu hình thì với con Ryzen 7 2700 thì có vẻ như con Radeon RX 580 nó sẽ hơi yếu một chút, nhưng ở trong cái phân khúc của mức giá 16 triệu thì Radeon RX 580 nó gần như là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo, bởi vì cái hiệu năng cũng như là mức giá tiền thì khó có một chiếc card đồ họa nào có thể sánh ngang bằng được với chiếc card đồ họa này. Với những linh kiện còn lại bao gồm là RAM, SSD cũng như là vỏ cây thì nó hoàn toàn giống với bộ PCIe Streamer 1. Chúng ta sẽ có cặp RAM Corsair LP8 dung lượng là 16GB, tiếp đến là SSD Aperture với dung lượng là 240GB và cuối cùng là vỏ cây Sigmatec Iris Black. Và do TDP của Radeon RX 580 cũng như là Ryzen 7 2700 nó sẽ lớn hơn so với bộ PCIe Streamer 1, vậy nên chúng mình đã nâng cấp một bộ nguồn với công suất là 650W thay vì 550W như ở trên bộ PC trước kia. Còn về mặt hiệu năng khi mà chơi game cũng như livestream thì chúng mình đã có một cái video phát trực tiếp ở trên fanpage của An Phát Computer cùng với bạn streamer Linh Đan rồi. Cứ đường link thì mình sẽ để phần mô tả bên dưới video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm hiệu năng ở trên bộ PC này. Đầu tiên với PUBG cũng mới thiết lập hai setting trong những pha nhảy dù, FPS đạt được từ 65 cho tới 70 FPS, nhưng khi tiếp đất FPS trở lại khá là ổn định trong mức là từ 75 cho tới 80 FPS. Wow, một con số tuyệt vời để chúng ta có thể làm streamer phải không anh em? Một trong những tựa game tuy khá là cũ nhưng số lượng người chơi vẫn rất là đông đảo, đó là Liên Minh Huyền Thoại. Và dĩ nhiên tất cả thiết lập của chúng mình đã để ở mức cao nhất, FPS thu được trong quá trình khi mà chơi game và livestream vẫn đạt được con số từ 120 cho tới 130 FPS. Một trong những tựa game không thể thiếu trong những bài test game của chúng mình, CSGO. Dù cho tất cả thiết lập của chúng mình đã kéo lên ở mức cao nhất với PCIe Streamer 2, nó vẫn luôn giữ phong độ khi mà FPS luôn đạt được từ 130 cho tới 140 FPS. Một
Một trong những tựa game offline khá nặng và đòi hỏi cấu hình phần cứng máy tính cao, sao độc giờ Tomb Raider thì với mức thiết lập là 2 setting, FPS của nó luôn đạt được từ 40 cho tới 45 FPS, một con số không tồi khi mà chúng ta vừa chơi game vừa livestream phải không anh em? Một trong những tựa game offline cũng nặng không kém so với Shadow of the Tomb Raider Far Cry 5. Cùng với thiết lập là max setting, FPS của nó vẫn luôn đạt được từ 55 cho tới 60 FPS. Với việc được trang bị tới 8 nhân và 16 luồng, vậy nên thì sau khi mà chơi game xong thì mình có thử qua render một video với độ dài 11 phút ở trên phần mềm Adobe Premiere thì kết quả nó cho được chúng ta sẽ mất khoảng từ 4 phút 20 cho tới 4 phút 30 để render một video với độ dài 11 phút. Và như vậy thì hôm nay mình đã cùng với các bạn đi trải nghiệm bộ PCP Streamer 2 với combo là Ryzen 7 2700 cũng như là card ORG Radeon RX 580. Về các mặt hiệu năng thì trong cái bài test các bạn cũng đã thấy rồi, khi mà nó hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta vừa chơi game vừa livestream với những tựa game nặng ở thời điểm hiện tại một cách rất là dễ dàng. Và ngoài ra thì nếu như bạn là một trong những streamer hoặc là YouTuber thì các bạn hoàn toàn có thể nên nhắm tới bộ PC này, bởi vì con Ryzen 7 2700 nó sẽ giúp cho chúng ta cái thời gian render phải nói là cực kỳ nhanh, bởi vì nó có tới tận là 8 nhân cũng như là 16 luồng. Vậy thì anh em nghĩ sao về bộ PC này thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn video của mình đến là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích được gọi là like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của Alphard Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.